Channel và đây là em check. Ngày hôm nay thì là một số vô cùng đặc biệt, các bạn sẽ thấy mặt mình vô cùng nghiêm túc bởi vì mình vừa nhận được một thử thách khá là lớn từ một bạn khán giả. Bạn bảo em là bạn thách em là quay một số không cười. Đây mọi người. Hãy đi nhớ lắp tất cả cảnh Hà vừa cười không rồi không nhá, nó mình cười, không nó cười. Cười ngày hôm nay mình sẽ không nhe răng ra cười. Cái đoạn mình bảo nó giống chim cánh cụt đấy, xong nó cười. Chưa hở răng. Ngày hôm nay mình sẽ không cười. Mình không cười, cảm ơn mọi người. Mình sẽ bắt đầu video tại đây. Nào, vào thôi ạ. Trong những ngày gần đây thì không biết là mọi người để ý không, nhưng mà trên mạng đang vô cùng hot những hình ảnh về sữa ông thọ nước tiếp đánh răng. Đây, trông rất lạ đúng không? Kiểu bình thường là mọi người sẽ quen với hình ảnh của sữa ông thọ này. Đây, các bạn sẽ quen với cả hình ảnh này hoặc hình ảnh này đúng không? Đấy, nhưng mà gần đây thì đang hot lên là cái dạng tiếp này. Ủa, nhưng mà nhìn trên hình nó tưởng nó bé hơn, nhưng hóa ra là to hết 165g đấy. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ làm gì về cái dạng tiếp này ạ chị? Bọn mình sẽ làm một đại chiến sữa ông thọ. À mày hỏi chị Mây. Bọn mình làm gì thế hả? Bọn mình sẽ check xem là sữa ông thọ này ăn nó có giống sữa ông thọ không, ăn được bánh mì nó có ngon không. Sao lại check sữa ông thọ ăn có giống sữa ông thọ không? Thế nó có giống như loại lon này à? Nó giống với cái loại vị này không đấy? Tức là hương vị bên trong nó có giống không? Ok. Ủa, tao tưởng mày không trả lời nếu mà không hỏi. Về cảm quan ban đầu thì cái loại tuyết này nhìn nó khá là như tuyết đánh răng. Ừ, nó hơi giống kem đánh răng. Và cái đầu tiên mình nghĩ đến khi mà mình muốn sử dụng cái dạng tuyết này này là nó trông dễ lấy. Ừ. Tại bình thường đấy, như Hà lúc nãy là ngồi đục điếc này. Còn cái này thì kiểu bóc ra nó cũng nói chung là nó không dễ dàng. Và mỗi khi đã bóc rồi là sẽ phải ăn hết. Bóc cái này dễ mà mày vừa phải thôi. Bóc cái này rất là dễ. Nhưng mà vấn đề là mỗi lần mà mình ăn thì mình thường không ăn hết một cái hộp này. Xong rồi mình phải để tủ lạnh mà nó không đóng lại được ấy. Thế là nó sữa nó sẽ bị một là vón hay là nó sẽ bị đông cứng lần sau ăn nó không ngon nữa ấy. Thì mình thấy cái loại này có vẻ tiện là mình nó có nắp để đóng ra đóng vào. Lấy bao nhiêu ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Em nhận ra là nếu mà em muốn không cười thì em không nên nói. Thôi tiếp đi. Cười rồi đấy. Edit nha, nhớ zoom cận cảnh vào việc Hà đang cười nha. Và khi mà em thấy những cái hình ảnh đấy ở trên mạng, xem lướt xuống comment ấy, thì nhiều bạn bảo là cái hình thức để những cái dạng chấm ở trong lọ tuyết ấy nó rất là quen thuộc. Ví dụ ở bên Nhật. Ờ đúng rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì ít. Còn như ở bên Nhật hay bên Hàn gì đấy thì rất là phổ biến rồi. Nên là chắc là Việt Nam cũng đang học hỏi. Khi mà mình tìm hiểu thì mình phát hiện ra là không phải là có một loại sữa ông thọ đâu mọi người, mà có rất nhiều loại sữa ông thọ. Cụ thể là có 4 loại sữa ông thọ theo cái kiểu, cái này gọi là gì chị? Lon như thế này. Ừ. Thì là màu trắng xanh nước biển, xong rồi màu trắng vàng đây, xong màu đỏ, xong màu xanh lá cây rồi các thứ. Thì mình nhận ra là dạng tuyết này là dạng sữa ông thọ màu đỏ. Là cái chị, loại cái mà loại mà không có cái này. Nắp đúng này rồi, đúng rồi. Hà nó phải đục với mọi người, chứ còn cái loại có nắp phải đừng đục nhá. Ừ. Đắt hơn 500 đồng không phải để mình đi đục nhá. Thôi bây giờ ăn thử đi chị ơi, em đói lắm từ sáng đến giờ. Và bây giờ thì bọn mình sẽ tiến hành là bắt đầu dùng thử cái loại tip này. Ở đây thì bọn mình có mua hai loại, một loại lon với cả một loại vỉ. Cái này là vỉ. Để kiểm chứng so sánh. Bây giờ thì mình bóc thử cái này nhá chị nhá. Ừ, bóc đi. Đây, khi mà bóc ra thì sẽ có một cái lớp ở trong này giống kiểu mayonnaise nhỉ? Ừ, thế là thấy cái nào siêu. Cũng thế. Siêu, bóc siêu. Em vừa bị gãy ngón tay. Vì gãy ngón tay rồi. Mày vừa cười đúng không? Không hề. Chị ơi, mình cứ sát xuống bên dưới xong rồi cho nó kiểu... Ê, hồi xưa mày đổ mày không thích có, kiểu. Em có. Mọi người có kiểu... Em có. Chị ơi, chị có nhận thấy là cái này ý, cái lúc mà chị
xong nhá, xong chị dứt lên ấy, nó rất hết là... luôn luôn. Nó không bị giống như cái loại lon mà mình sẽ kiểu đổ xuống thôi, kiểu á, xong mình phải liếm hết. Xong rồi kiểu em mãi không thể nào làm cho nó dừng được ấy. Mày không dừng đấy. Mày cứ liếm mãi đấy. Ôi giời ơi, tuyệt vời con. Mày cười rồi nhá. Không, tắt máy rồi. Nếu thời gian có quay trở lại. Từ lúc nào? Đây sẽ là loại tuyết này. Còn bây giờ bọn mình sẽ thử cả loại Không phải là bọn mình lấy đĩa bẩn đâu mọi người ạ. Tại vì thật ra ban nãy những chú kền kền đã ngồi ăn hết cái bánh mì rồi. Để ý là trong lon trong nó đặc. Đây như mọi người thấy nhá, thì mình cảm nhận là cái bên lon ấy là nó đặc hơn và màu nó đậm hơn một chút. Và mình cho nhiều hơn thì nó đậm màu hơn. Mình thấy là đây bên lon là đậm hơn với cả đặc hơn. Còn vị thì không biết là khác không nhỉ? Bây giờ bọn mình sẽ test thử cùng với bánh mì. Cả loại vị nữa mọi người. À ừ nhỉ. Thế thì mình không cần phải kỹ thế đâu mày. Vui vẻ thôi. Mày cười đấy à? Không. Chị ơi. Thương em. Bây giờ bật bài bánh mì không lên. Bài hát hát đi nào nhỉ? Cô ăn xôi rồi con ơi. Trong MV có câu đấy. Cô ăn xôi rồi con ơi. Trong MV có câu đấy mà. Fail cái thử thách này từ nãy đến giờ rồi chị ạ. Bây giờ mình chấm cái nào trước ạ? Cái này trước đi. Cái này trước đi. Thích ăn cái này. Cái loại truyền thống nhất trước nha. Không chia. Ô. Ngon quá. Ngon quá. Ăn dễ đặc. Bánh mì chấm dễ đặc. Đây không phải vị mà ngày xưa em hay ăn. Tao ăn ngọt hơn. Ủa mọi người mình phải test mà tại sao lại ngồi ăn thế này? Loại màu đỏ ngọt hơn. Ngày xưa mình hay ăn loại màu đỏ. Nhưng mà nhà dạng toàn loại này. Nhà chị dâu, nhà em mua loại rẻ hơn 500. 500 đồng đấy mọi người. Thôi rồi bây giờ mình sẽ test đến loại Thế mình có nên uống nước ở cho nó tiêu cái vị. Thôi không phải là cần đâu. Đến cái loại tít. Nhưng mà chị công nhận là mình mì chập sẽ đặc rất tốn không? Cần em đang thấy cái bên này ngọt hơn thật. Nhờ. Cái bên tuyết này này nó hơn ngọt hơn một chút. Tất nhiên là nó không rõ, nó không quá là rõ, nhưng mà đúng là nó ngọt hơn một chút. Nhưng mà bên này cái mùi nó khác, cái mùi thơm của nó khác. Anh Huy ơi, cầu cứu. Em biết rồi. Ê, cái này ngọt giống cái ngày xưa em ăn. Thế á? Ừ, tức là nó giống cái tức là đúng rồi, nó giống lon đỏ, nó chỉ khác là cái tuyết bên ngoài thôi. Mày không phải chân dạo ẩm thực ngày khi đây, đây, đây. Phải uống nước đúng không anh? Phải uống nước. Em phạt cho anh thêm nhiều nhá. Đây, đây, cái bên này. Phạt thêm tí nữa đi bạn. Đấy, anh Huy vào đuổi chị Mây ra. Mọi người thấy cái hình ảnh này rồi. Ôi giời anh. Anh ấy chịu con cá rồi. Xong rồi lại Anh Huy đòi mình cho bằng được anh Huy cái bờ con cá của mình cho mọi người. Nhưng mà chị Mây không cho. Từ người ta phải trải nghiệm chứ. Vâng, vâng anh cứ đi. Ôi giời ơi, chứ giảm thực. Ăn với chả uống. Ôi ma ơi. Lại còn quệt quệt vào lại hồn. Có sự chênh lệch thứ hai rồi. Vâng, tuyệt vời quá anh ạ. Cái bên này ngọt hơn, ít vị thơm hơn. Cái bên này rõ ràng. Thơm nhỉ, anh nhỉ, nó thơm vãi. Cái này ăn thơm đặc biệt luôn, cái này ăn thơm khác biệt luôn. Anh Huy nói y hệt những gì bọn mình vừa nói. Anh Huy ở bên ngoài nghe xong vào nói đúng kinh những câu như thế. Mình có rất nhiều loại sữa ông thọ, lon. Trong đấy có hai loại mà người dùng nhiều nhất là màu đỏ và màu vàng. Thì đây là đại diện cho màu đỏ. Nên dĩ nhiên vị của chúng nó cũng sẽ khác nhau. Nếu không khác nhau. Sao mày lại mua loại màu vàng? Vì Vi mua, Vi mua, không phải em mua. Nếu mà nó không khác nhau thì người ta sản xuất ra bốn loại làm gì, đúng không ạ? Đây là loại cao cấp thôi, còn đây là loại thượng hạng. Nó ghi chữ không đấy. Thế à? Nó ghi rõ ràng đây. Thượng hạng nó phải thơm hơn đúng, đúng không? Đúng rồi, rồi ôi mày mua sai vậy thì là sao mà so sánh được? Không cần đâu mọi người, mình dưới cái mồm của mình thì mình nhận ra là dạng lon với dạng tuyết của màu đỏ không khác gì nhau mấy đâu. Ôi nhưng mà cái loại vị này ngọt thật. Màu đỏ ngọt hơn hẳn. Ngọt hơn hẳn đấy. Thì mình xin phép tổng kết lại là sữa ông thọ có rất là nhiều loại, trong đấy có hai loại mà mọi người sử dụng phổ biến nhất là màu đỏ và màu vàng. Thì ngày hôm nay bọn mình mua màu đỏ màu vàng so sánh với nhau là bọn mình sai, là Vi sai, bọn mình không sai. Thì bọn mình đã so sánh hai vị màu đỏ đây. Đây, đây là hai loại màu đỏ. Thì hai vị giống hệt nhau, không khác, không hề có sự khác biệt. Mọi người thì phân biệt ở trên cái lon này. Mọi người nhìn màu cũng được mà. Có chữ thượng hạng này. Còn cái này là loại cái cao cấp là không bằng thượng hạng đúng không? Đúng rồi. Không, mỗi cái hơn. Một vị em thích ăn cao cấp hơn, em thích ăn ngọt hơn. Tổng kết lại thì có thể thấy là vị của loại tuyết này nó cũng không khác gì. Và em nghĩ là nó cũng cùng cái dây chuyền sản xuất đấy thôi, chỉ là nó cho vào cái tiếp khác, cái lọ khác, cho vào bao bì khác. Bao bì khác. Còn về ưu điểm của cái loại tuyết này thì đúng là nó dễ lấy, dễ bảo quản, nhỏ gọn, có thể mang đi du lịch hay là mang đi nơi mình cần. Và giá thành cũng rất là rẻ.
một cái lọ này mình mua với giá là 20.000 cho 165g. Và em nghĩ là nhà sản xuất Vinamilk đưa ra cái dạng tuýp này đúng là kiểu để phục vụ cái nhu cầu mà người dùng từ trước đến nay luôn phản ánh về kiểu sữa ống thỏ ấy. Mà nếu như mọi người muốn mua thì có thể ra mấy cái hàng tạp hóa thì có một số hàng bán rồi, một số hàng thì chưa. Hôm qua mình đi tìm mòn cả chân không tìm được. Xong rồi hôm nay đến ở dưới kia người ta bán đây. Rỗi. Thôi ăn tiếp đi. Bọn mình kết thúc video tại đây. Chào mọi người ạ. Nói chung đây là một sản phẩm mình tham gia đấy. Yeah. Mình thành công rồi. Sản phẩm thành công. Vi ơi. Vi. Oh yeah. I love you. Mà. Anh chưa cắt bài đúng không? Anh để lại cho em đoạn này. Đấy, chỉ có em hiểu anh. Anh để lại cho em đoạn Vi vừa quát em như thế chứ anh nhá. Cô ơi, nhớ lấy tất cả đoạn hạt cười rồi zoom vào nhá.